Chào các bạn, mình là Aram đây các bạn. Lại gặp lại các bạn trong clip này của mình rồi. Đây là một ngày không ai nắng với mình các bạn à. Ra xe chở mình gặp không có hấp các bạn. Rồi gặp trời mưa thì xe vậy nè các bạn. Nó là một niềm vui đó các bạn. Các bạn chở khách của mình, các bạn có thể nói chuyện tâm sự sự đời. Mà em nắm tình hình đây có công an không vậy? Dạ không, chợ hai đứa qua bệnh anh, có gì chạy thêm thêm. Mà em cần lấy đồ gấp á. Rồi, rồi. Mà em biết đường mà phải không? Dạ đúng rồi. Em nhảy xuống kịp không? Mà hỏi nó luôn đi em. Chứ dù gì tống ba sai trái rồi. Vậy luôn hết. Mình sai trái mình cho nó sai luôn chứ mất công. Không có công an, em cứ ngồi đi em. À, có công an cứ ngồi hả? Ừ. Có gì hả? Em đi đường đúng không? Cô qua đây, cô qua đây. Ủa đi đường đúng không? Ủa gì hả? Từ đây đi đâu? Không, mình nghĩ là đi đường. Từ đây quẹo qua đây nè. Quẹo qua trái. Đầy đường trong á. Công an thấy xe anh không dám bắt đâu, yên tâm đi. Anh chưa dự tính gì? Hả? Anh chưa tính gì? Anh đâu có vui đâu, anh buồn lắm. Thấy cái miệng anh vui vậy thôi chứ trong lòng anh đang phập phò lo sợ. Đùng cái nó bay ra nó chặn đầu xe, anh cũng biết làm cách nào đó, nó khó nó. Em biết năn nỉ không? Em có biết năn nỉ không? Nào giờ em có năn nỉ ai chưa? Lát không? Lát có gì hay em khóc lóc kể lại cho anh. Còn không thì mình cám dỗ mấy nó. Con gái mà. Ủa, đi lấy đồ còn gì đó nữa hả em? Dạ. Đi lấy đồ gì đó nữa hả? Em đi lấy điện thoại của anh. Ủa là gì lấy xong rồi gì đó lại nữa hay ở đây luôn? Đúng rồi, thôi anh chở luôn, anh luôn. Dạ, anh double luôn ha. Double. Rồi, ok em. Không phải gì đó. Ủa? Mà sao đi lấy điện thoại mà người đi lấy được rồi mà đi tới hai người dữ gì em? Đi hai đứa trong vui phải không? Cái đó là có phước cùng hưởng, có bạn cùng chia đó hả? Tốt. Hai em sống vậy tốt lắm. Tự nhiên có bị chuyện gì cái hai đứa bị chung. Em quê miền Tây phải không nè? Không, Bình Thuận lắm. Bình Thuận hả? Còn con nhỏ mình sao thì có Bình Phước. Bình Phước hả? Dạ. Tao có đem hàng sớm hả? Cho tao có anh làm cho nó xung xung mà. Anh cũng bình nè. Tao gì đâu mà sợ. Em Bình Phước mà ngay khúc nào? Lộc Ninh. Lộc Ninh Bình Phước đúng không? Đúng rồi. Chị hàng sớm của anh rồi. Có ra tới quốc lộ 13 không em? Dạ. Có ra tới quốc lộ 13 không? Dạ. Qua luôn hả? Hai em cầu nguyện đi nha.
bây giờ đường nào mà nóng sai rồi mình sai, mình lỡ mình sai luôn. Lỡ sai rồi sai. Đúng rồi, sai cho nó tới mới gọi là sai. Với anh nè, anh mời về nhà anh mặn gà anh đãi khách đãi cho hai em ăn. Từng có một khoảng thời gian ở cô giáo nhưng mà hồi đúng không? Cô giáo mà lớp 6 giờ nhiêu tuổi rồi? 19 anh. 19 trẻ quá vậy, anh già quá rồi. 7 năm rồi. Chạy xuống đường cấp cầu phải không em? Đúng rồi, đúng rồi, dưới cầu bị dùng chỗ rồi. Ơi dưới cầu hay trên cầu? Dưới cầu chứ. Đã trên hả? Để phải đi qua cái cầu này luôn. Ở dưới cầu được không? Đi dưới cầu phải vòng này nữa. Sao nãy em đi đường bên kia em? Ừ, chỉ rồi. Vậy hồi nãy đường cái ranh con bạn xa. Không xa nhưng mà dù gì qua lỡ cầu cũng thôi em. Ủa anh nói vậy thôi mà. Ủa để em nói em thật thà em ơi. Mình sống mình đừng có nhiệt tình quá em à. Đó là cái hại bản thân mình. Bên này chứ mới chạy dưới. Chạy dưới chạy đi dưới làm gì lúc nào. Mấy dưới cầu nó con. Chồng ra mình đã rồi. Dù chưa có yêu mà có chồng em. Không, con gái anh đấy. Ủa vậy em là gái hay trai? Đừng chở chị về cũng chốn. Như vậy đó, xong rồi. Vậy á. Nữa em, nữa em. Thank you.